Học theo Tiêu Chiến làm điều này, Vương Hạc Đệ bị khuyên đừng mơ mộng. Vương Hạc Đệ là một trong những mỹ nam được chú ý của showbiz. Năm 2022, anh chàng vào vai Đông Phương Thanh Thương ở Thương Lan Quyết và tạo tiếng vang lớn, sở hữu gương mặt điển trai, tính cách vui vẻ, hoạt động là lợi thế giúp Vương Hạc Đệ ngày càng nổi tiếng. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Vương Hạc Đệ đang muốn tấn công mảng điện ảnh. Theo thông tin được đưa ra, gần đây Vương Hạc Đệ đang tìm kiếm các mối quan hệ để đóng phim điện ảnh. Anh chàng đang được nhắm đến cho vai chính trong bộ phim Đời Người Qua Như Bay phần 2. Nhiều người cho rằng việc Vương Hạc Đệ muốn lấn sân sang điện ảnh là học theo Tiêu Chiến, bởi lẽ cách đây không lâu, chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh xác nhận đóng chính trong phim Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh. Tuy nhiên, cư dân mạng đều cho rằng Vương Hạc Đệ không nên lấn sân sang mảng điện ảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chàng mới chỉ có Thương Lan Quyết là tác phẩm nổi bật, các dự án phim sau này đều không thành công như kỳ vọng. Bên cạnh đó, diễn xuất của Vương Hạc Đệ cũng bị nhận xét là chưa đủ tốt. Nếu cố chấp muốn lấn sân, anh chàng có thể sẽ gặp thất bại lớn. Khác với Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến đã có một số bộ phim truyền hình tạo tiếng vang tốt. Ngoài ra, diễn xuất của anh chàng cũng được đánh giá khá cao. Dù là vậy, Chu Tiên bản điện ảnh do Tiêu Chiến đóng chính vẫn thất bại nặng nề. Cư dân mạng cho rằng, ở thời điểm hiện tại, Vương Hạc Đệ không nên mơ mộng, thay vào đó là cố gắng trau dồi diễn xuất. Hiện tại anh chàng vẫn còn dự án phim Dị Ái Vi Doanh, hợp tác cùng Bạch Lộc chuẩn bị lên sóng. Nếu bộ phim này gặt hái thành tích tốt, Vương Hạc Đệ sẽ có nhiều cơ hội hơn khi muốn lấn sân sang mảng điện ảnh. Triệu Lệ Dĩnh bị vạch trần chiêu trò lấy con ra để nổi tiếng, phan bênh vực chỉ là con bài của chồng cũ. Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay, phía nữ diễn viên thực tế không giành được quyền nuôi con, đứa trẻ hiện do bố mẹ chồng cũ chăm sóc. Được biết, không phải Triệu Lệ Dĩnh không muốn nuôi con, mà khi họ chia tay, người đàn ông đã lấy quyền nuôi con làm con bài thương lượng và yêu cầu nữ diễn viên từ bỏ. Nếu không, anh ta sẽ không đồng ý ký vào đơn ly hôn. Trước đó, có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất khó hòa nhập trong gia đình chồng, bởi vì khoảng cách kinh tế gia đình giữa hai người tương đối lớn và mẹ của Phùng Thiệu Phong tương đối khó tính. Triệu Lệ Dĩnh đề nghị ly hôn vì biết mình sẽ mãi không được nhà chồng coi trọng do xuất thân hoàn cảnh gia đình. Kết hợp với những tin tức gần đây, Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng tổ chức tiệc độc thân, được mẹ anh giới thiệu đi xem mắt. Có thể thấy, mẹ Phùng Thiệu Phong muốn có một người phụ nữ toàn tâm chỉ chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, những tiết lộ này đều chỉ là tin đồn trên mạng, chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng điều chắc chắn là việc chia tay không ảnh hưởng nhiều đến Triệu Lệ Dĩnh. Không những vậy, sự nghiệp của cô ngày càng khởi sắc, không chỉ liên tục có các vai diễn mới trong các dự án phim, cô cũng thường được mời tham gia các chương trình tạp kỹ và chụp ảnh bìa tạp chí thời trang. Thực tế, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn, nhiều người cho rằng họ quá vội vàng, cặp đôi giữ kín trong suốt thời gian yêu nhau, cho đến khi có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Triệu Lệ Dĩnh ban đầu cũng cật lực phủ nhận chuyện này, nhưng sau một thời gian ngắn, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn. Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô và Phùng Thiệu Phong vội kết hôn vì do lỡ có bầu trước khi cưới. Có lẽ, trong kế hoạch của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy thậm chí còn chưa nghĩ đến việc kết hôn vào thời điểm đó. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong cư xử rất khiêm tốn. Trong chương trình, anh đã vô tình nói ra biệt danh của con trai mình và cảm thấy rất lo lắng. Sau khi trở về, anh đã lập tức hỏi ý kiến của Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ vậy, anh còn nói trước ống kính rằng lúc đó anh rất bối rối, băn khoăn, không biết Triệu Lệ Dĩnh yêu mình thật lòng hay không. Không khó để nhận thấy, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn có trách nhiệm chung với con cái, nhiều hơn là tình cảm của họ trong cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, mặc dù hai người thỉnh thoảng có chung một khung hình, nhưng Triệu Lệ Dĩnh hầu như luôn làm việc, ngoại trừ thời gian mang thai và những lúc chăm con. Khi mối quan hệ không bền chặt, cả hai ngày càng ít ở bên nhau, chia tay là điều tất yếu. Dương Dương tái hợp tình đầu sau 13 năm, nhan sắc thua, nhưng ăn đứt địch lệ nhiệt ba ở điểm này. Là một trong những mỹ nam đắt giá của màn ảnh hoa ngữ, Dương Dương từng hợp tác với vô số mỹ nhân. Trong đó, địch lệ nhiệt ba được coi là một trong những người tình màn ảnh đẹp đôi nhất với anh chàng. Phản ứng hóa học của cả hai ở trên phim và hậu trường Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh khiến dân tình phải suýt xoa vì quá ngọt. Tuy nhiên, ngoài địch lệ nhiệt ba, Dương Dương còn có những người tình màn ảnh dù không được nhắc đến nhiều nhưng khiến người ta nhớ mãi không quên. Đặc biệt là nữ diễn viên Tưởng Mộng Tiệp từng hợp tác cùng Dương Dương ở bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng 13 năm trước. Mới đây, Dương Dương và Tưởng Mộng Tiệp đã cùng nhau đi ăn với một số bạn bè khác. Hình ảnh cặp đôi vui vẻ trò chuyện khiến nhiều người không khỏi nhớ lại mối tình giang dở.
của Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc năm xưa. Sau 13 năm, khán giả lại lần nữa được thấy một trong những couple đẹp nhất của Tân Hồng Lâu Mộng xuất hiện cạnh nhau. Tưởng Mộng Tiệp từng tham gia vào vô số dự án phim, cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng và được nhận xét là không ấn tượng bằng Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, về khoản diễn xuất, Tưởng Mộng Tiệp lại ăn đứt nàng mỹ nữ Tân Cương. Đáng tiếc, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1989 này lại không thể bạo lớn như hai mỹ nhân từng đóng vai phụ ở Tân Hồng Lâu Mộng là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Dương Dương nổi tiếng là sao nam không chỉ có ngoại hình đẹp trai mà còn có tính cách tốt, anh chàng được mọi người vô cùng quý mến. Vì vậy, dù không hợp tác trong một thời gian dài, nhưng các bạn diễn cũ vẫn sẽ liên lạc. Tranh cãi tứ đại đỉnh lưu nữ 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba bị miệt khi xếp ngang hàng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử. Mới đây, cư dân mạng đã chọn ra 4 nữ đỉnh lưu hàng đầu năm 2023 dựa trên mức độ phổ biến về lưu lượng, tác phẩm, thời trang và 4 cái tên đã được nhắc tới là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay sau khi danh sách này xuất hiện, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ mọi người. Nhiều người bày tỏ sự tán đồng đối với 4 cái tên trong danh sách và thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại, không ai có thể vượt qua 4 ngôi sao này. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ không hài lòng và cho rằng đây chưa thực sự là 4 cái tên chính xác nhất cho tứ đại đỉnh lưu nữ năm 2023. Theo netizen, diễn viên phải nói chuyện bằng tác phẩm. Tuy nhiên, trong 4 người được gọi tên thì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đã chứng minh được thông qua các tác phẩm chất lượng, còn riêng Địch Lệ Nhiệt Ba đến thời điểm hiện tại vẫn đang loay hoay đi chứng minh thực lực. Vì vậy, theo nhiều người, nếu xét trên yếu tố tác phẩm, thì có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba không xứng đáng đứng trong top này. Triệu Lệ Dĩnh, quốc dân độ siêu cao, bùng nổ lớn. Có lẽ, vị trí của Triệu Lệ Dĩnh trong danh sách tứ đại đỉnh lưu nữ 2023 là vị trí không có gì để tranh cãi, bởi không ai có thể loại nàng Tiểu Triệu ra khỏi danh sách. Tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao hiếm hoi, vẫn duy trì được độ hot, đủ cạnh tranh với các minh tinh thuộc thế hệ trẻ trung hơn, không chỉ dắt từ các dự án phim hàng đầu. Triệu Lệ Dĩnh liên tục trở thành cái tên được săn đón của các nhãn hàng, cũng như các đạo diễn. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn có quốc dân độ siêu cao, cô nàng còn được mệnh danh là con dâu, con gái của mọi nhà. Trong khi nhiều người đẹp cùng thế hệ của Triệu Lệ Dĩnh duy trì độ hot bằng cách tham gia show truyền hình, các sự kiện thời trang, thì người đẹp họ Triệu vẫn chăm chỉ tham gia đóng phim và gặt hái nhiều tác phẩm ấn tượng. Có thể nói, trong lứa thế hệ 85 thì Triệu Lệ Dĩnh là người có thể dùng tác phẩm để nói chuyện. Mỗi một dự án phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận đều gây ấn tượng mạnh. Theo tin đồn thổi, sắp tới đây, người đẹp sẽ được đề cử giải Bạch Ngọc Lan tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải. Dương Mịch, nhiều tác phẩm đại diện, ngày càng hot. Là ngôi sao nhí, Dương Mịch nổi tiếng trong showbiz từ khá sớm và có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn. Ở thời điểm hiện tại, dù việc diễn xuất vẫn còn gặp nhiều tranh cãi, nhưng không thể nào phủ nhận độ hot của Dương Mịch. Ở tuổi gần 40, Dương Mịch vẫn trở thành cái tên được nhiều người săn đón, được các nhãn hàng, tạp chí theo đuổi. Bên cạnh phim ảnh, tài nguyên thời trang hay đại diện thương hiệu của Dương Mịch cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Người đẹp sở hữu số lượng đại ngôn nhiều nhất nhì showbiz, độ hot chưa từng giảm trong nhiều năm nay. Ngoài ra, Dương Mịch luôn duy trì được vị trí của mình trong tứ đại đỉnh lưu nữ trong nhiều năm, kể từ khi bước vào showbiz từ năm 2011. Theo netizen, Dương Mịch xứng đáng được gọi là nữ đỉnh lưu bền lâu nhất làng giải trí. Dương Tử, quốc dân độ đoạn tầng, lưu lượng cao. Nếu Triệu Lệ Dĩnh là con dâu, con gái quốc dân, thì Dương Tử lại là em gái quốc dân của Zbiz, xuất phát điểm là ngôi sao nhí. Ngay từ khi còn nhỏ, Dương Tử đã nhận được sự yêu thích của khán giả xem phim. Từ năm 7 tuổi, Dương Tử đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng một vai phụ trong bộ phim truyền hình Như Thoát Khỏi Núi. Tác phẩm đáng nhớ nhất của Dương Tử là Nhà Có Trai Có Gái, khi ấy người đẹp vừa tròn 13 tuổi. Đây là bộ phim truyền hình giúp Dương Tử trở thành em gái quốc dân, nổi tiếng khắp Trung Quốc. Thời điểm đó, nhiều người có thể không biết rõ Dương Tử là ai, nhưng không thể nào quên vai diễn Hạ Tuyết. Cũng từ đó, Dương Tử từng bước nỗ lực, chứng tỏ mình qua nhiều tác phẩm như Hương Mật Tựa Khói Xương, Cá Mực Hầm Mật, Địch Lệ Nhiệt Ba, lưu lượng siêu cao, tài nguyên thời trang nhiều nhất nhì trong showbiz. Vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba ở top 4 nữ đỉnh lưu 2023 được xem là vị trí gây tranh cãi nhất. Theo nhiều người, nếu xét về lưu lượng và thời trang thì có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba không thua kém ai, nhưng xét về tác phẩm thì không thể nào đứng chung mâm với những người đẹp còn lại. Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao 9X nổi tiếng,
và có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay, nhưng chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều ý kiến bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba và cho rằng, dù chưa có tác phẩm quá ấn tượng, nhưng độ hot hiện tại của người đẹp không ai có thể phủ nhận. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.